đi vào chợ chơi quá nha, tranh thủ buổi sáng vào đây chơi. Chợ này đông người phết các bạn. Em đi tìm mua cá chép về cùng công công táo, đa số toàn cá chép vàng chép đỏ. Em đi tìm mua cá chép trắng thôi. Ôi, đi lang thang chợ tí xem có gì hay hay không. Chợ khu này rất là đông quá này. Em đi tìm mấy con chép đen, chép trắng. Đây không có con nào to à? Đây con nào to to rồi bố, không lấy cháu lấy con cá chép một đấy. Ai này vâng, có con to to nhớ đấy cháu, nếu hàng con to, con to tầm đấy. Đấy đấy, con to tầm đấy, bao tiền con cháu lấy mấy con đấy? Nhưng bao tiền con? Con 10.000. Lấy con to ấy, sơn loại chép đen này thả đây. Đó đấy, con này nhá. Đó. Lấy ba con to đi. Ba con nhá. Lấy con lo khỏe khỏe đi con. Ừ, có mà. Chỗ này. Ba con hả cháu? Vâng. Lấy ba con thôi, thả ba con mà. Ba con này bé đấy, có con nào to hơn con bé hay không? Đấy lấy con đấy cho. 4 con đi. Người ta thả ba con thôi, ai thả bốn con luôn. Thế này nó như nhau rồi cháu ạ. Vâng, theo em, thế cũng được. Vâng ạ. Bỏ ra một con à? Bỏ ba con thôi, lấy bốn. Bán này theo số thôi. À. Em thích thả cái này đó chị ạ. Em thì toàn thả cá chép à. Chép này mới khỏe này, chép vàng không ăn thua đâu. Thôi bây giờ đi về cung cá quá nhá. Ôi, phải chơi loại chép à. Chép này mới khỏe các bác này. Thôi con to này, những chép vàng một tí ra ngoài, thả ra ngoài phát người ta bắt luôn. Rồi, rồi. Cá cúng xong rồi các bác này. Cúng hai lần. Em, một lần nhà em toàn thả cá chép đen này, con chép đen này nó khỏe này. Loại chép vàng này ra sông yếu lắm, nhìn như cá vàng ấy, không dùng cá chép mấy. Rồi giờ mang ra sông thả thôi. Tìm chỗ nào sâu sâu thả. Con này bự này, sau một năm là câu được rồi. Ui nhà cáo. Đi vào trong này thả các bạn, trong này có cái vực sâu á, thả trong này mới ăn thua. Nước này đục quá,
cá đấy các bạn. Em đi tít ở trong này thả. Trong này có cái vực sâu lắm. Thả quanh quanh thành phố người ta bắt hết. Người ta thả lưới bên ngoài. Nước hôm nay nó không được trong cho mấy. Đục đục. Người ta đi thả cá thả nhiều túi bóng lắm. Em thì toàn thả và mang cái đi thôi. Mang cái âu đi thả. Đó nha. Nhà em thì toàn mọi năm thì toàn thả cá chép này các bạn, nó khỏe. Thả phát nó bơi ra ngoài ngay. Còn loại cá chép đỏ này thì nó lai nó yếu lắm. Không ăn thua đâu. Rồi. Bơi nhá. Về với dòng suối đây. Hy vọng là môi trường càng ngày càng trong lành. Cá tôm thì đầy suối. Thả cá là một tục lệ rất đẹp của người Việt Nam các bạn. Nó là bổ sung một ngoài ý nghĩa là cho cá táo lên chầu trời, còn một nghĩa to lớn hơn là bổ sung nguồn thủy sản về với thiên nhiên. Đấy các bạn này, nó khác gộp đàn mới vào với nhau. Con này mới to này con này. Ôi, em là cứ phải thả loại to này, hôm nay đi mua không có loại to hơn thôi. Cứ phải chơi loại bằng bàn tay mới khỏe này. Thả phát nó bơi ra ngoài luôn. Thôi nhá, về với tự nhiên đấy. Ôi, con chép to các bác. Con này nó hơi yếu hay sao ấy. Bơi đấy. Đấy, bơi ra ngoài luôn này con này. Nói chung là một năm này, một ngày này không biết thả ra ngoài bao nhiêu con cá, nhưng không biết nó có sinh sôi lẩy lở được không. Thôi nhá, em đi về ăn cơm á. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Mong là môi trường luôn luôn trong lành, cá tôm thì luôn đầy suối. Cho những anh em đam mê câu cá có nhiều sân chơi hơn nữa.